vị và các bạn đến với chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt, chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Vicom thực hiện, với sự đồng hành của ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc. Vẫn là một ngày rất là đẹp trời thưa quý vị, với những tình cảm của tất cả các bạn học sinh cùng với khán giả nơi đây, hy vọng rằng những nhân vật của chúng tôi sẽ có thêm nhiều nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Trước khi gặp gỡ ba gia đình thì Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ gặp gỡ hai khách mời ngày hôm nay, đó chính là cầu thủ Hồ Tấn Tài và diễn viên Ngọc Thanh Lâm. Rồi, xin chào Lâm. Rồi, chào Tài. Hai người có hai cái tên rất là hay. Tâm Tài, có tâm, có tài, mà có tài cũng có tâm. Rồi, bây giờ chúng ta cho một chút cảm xúc khi mình đến với chương trình Mắm Nhìn Việt đi, Ngọc Thanh Tâm. Ngọc Thanh Tâm xin chào quý bà con, mọi người đang có mặt ở tại trường Nguyễn Thái Học ạ. Chào chú Quỳnh Linh. Chào Tâm. Dạ, chắc phải cho con xin nói là con rất là nể phục chú. Hôm nay rất là vui khi được đến đây để mà tham gia chương trình và cũng được gặp chú. Cảm ơn con. Dạ, và hôm nay con rất là mong là con sẽ tay chân rất là nhanh nhẹn và không muộn về để mà có thể có thể là một người hữu dụng trong chương trình ngày hôm nay ạ. Yên tâm, với những năng lượng tích cực của Ngọc Thanh Tâm, với những cái vai diễn, với những dự án của Ngọc Thanh Tâm, thì chú Linh nghĩ rằng là con hôm nay con sẽ truyền những năng lượng tích cực với các bạn nhỏ ha. Dạ. Rồi, Hồ Tấn Tài, trời ơi, tôi tưởng diễn viên không à. Cô nhà chú. Cầu thủ hậu vệ xuất sắc của đội tuyển Việt Nam, mình đá cánh phải cánh trái luôn hả Tài? Dạ, con vị trí nào con cũng chơi được. Chơi vị trí nào cũng chơi được luôn. Dạ. Bây giờ cảm xúc của Tài như thế nào? Dạ, trước tiên thì cho Tài xin chào tất cả bà con bạn bè Bình Định mình ạ. Cảm xúc của tôi, con lần đầu tiên được tham gia chương trình như thế này thì con cảm thấy rất là hạnh phúc, và một cái chương trình rất là ý nghĩa, mà cảm giác bản thân con rất là vui và kiểu đồng cảm để có được tham gia chương trình, góp một chút sức gì đó để dành cho những bạn nhỏ rất là khó khăn. Mình có đá với đội Bình Định lần nào chưa? Dạ có. Thắng hay thua? Có thắng có thua, có hòa. Con là người ở đâu? Dạ con người ở Bình Định này luôn ạ. Huyện nào? Hoài Ân. Hoài Ân hả? Dạ. Rồi, hôm nay chúng ta rất là vui mừng khi chào đón hai năng lượng tích cực để cùng đem đến những cái điều tốt đẹp đến với tất cả những cái nhân vật của chúng tôi, những nhân vật rất là khó khăn trong cuộc sống này. Nhân vật khó khăn thế nào thì bây giờ Quỳnh Linh xin mời Hồ Tấn Tài, Ngọc Thanh Tâm cùng quý vị và các bạn chúng ta hướng về màn hình đến với hình ảnh gia đình đầu tiên. Con tên là Đinh Minh Sưng, năm nay 14 tuổi. Con đang sống với bà và hai đứa em. Mẹ của con bị bệnh, không có tiền đi bệnh viện nên mẹ mất. Ba anh em con rất là nhớ mẹ. Mẹ của con là người rất là tốt. Mẹ của con thường chăm sóc ba anh em của con. Mẹ rất là hiền. Ba con bỏ đi lâu rồi, không có chăm sóc hay là về nữa. Bà ngoại nuôi ba đứa con, bà ngoại cũng già rồi, bà ngoại cũng hay bị bệnh. Khi mỗi khi như con là buồn, đau đầu, suy nghĩ buồn khóc. Thì bà bị viêm phổi, bị nào, bị xương khớp. Công việc của tôi hàng ngày là làm nông, làm ruộng, cắt lúa. Còn ăn mình đi hai lạ mì, rau kim, rau bởi ăn. Mà tiền không có tiền mua đồ ăn. Bà con thường đi cắt lúa, làm có mì, làm có keo. Nếu không có tiền thì mặc dù ba bị bệnh, ba vẫn đi làm để có tiền mua gạo. Những lúc gia đình không có tiền, ba anh em con thường hay rau, hay cà, cho bà nấu canh. Một năm có một vụ ruộng làm, không có làm gì được hết. Để không đi làm đây gì ăn, đưa ba đi cháu, giờ phải ra đi làm. Nhà tôi giờ tôi đau ốm, tôi sợ chết, tôi muốn đi bệnh viện mà không có tiền. Giờ tôi lo lắm, tôi nuôi bà đi cho không ai nuôi. Con đang thiếu sách, quần áo. Nhà của con rất là xa, cách trường tới 3 cây số. Con hay đi bộ, đi học hoặc là đi với Hoa Giang các bạn. Cho nên con muốn có một chiếc xe để đi học. Nếu mà gia đình con không có tiền
con sẽ nghỉ học đi làm phụ cho bà. Nhưng mà con rất thích đi học, con không muốn phải nghỉ học. Nếu không có tiền là phải đi mượn con nấu xin, ra mượn con cho nấu cho cháu học. Học yêu học cho thành công, cho học yêu y như nào cho đi làm gì. Học bên ba làm, gia đình đâu có nhau nghe khô mà, cho nó học. Giờ con ngồi khô, ngồi em khô đi nữa, phải học cho thành công. Biết được hoàn cảnh của gia đình cháu khó khăn như vậy thì địa phương cũng đã đến động viên cũng như là đến hỗ trợ một phần phí nhỏ nhoi để bà cháu trang trải qua ngày. Là chúng tôi cũng mong muốn là thông qua chương trình này cũng giúp đỡ cho các cháu được đi học và giúp cho ba bà cháu có cuộc sống tốt hơn. Cô ước mơ học hết cấp 3 để đi làm kiếm tiền mua thuốc cho bà rồi nuôi hai em. Chân ơi, con cố gắng học ngang, học cho thành công nuôi hai đứa em ngang. Bà già rồi bà không làm được, bà đau ốm. Nếu có chuyện gì là con nuôi hai đứa em ngang. Chào đón gia đình của em Sưng đến với chương trình. Rồi, xin mời bà ngoại vào đây. Ở nhà thì bà ngoại làm ruộng đúng không? Ngoại làm được bao nhiêu sào ruộng? Ít. Ít là bao nhiêu? 5 sào à. 5 sào? Dạ. Rồi ai với ai làm cùng với bà ngoại? Thằng cô làm. Thì Sưng làm với bà ngoại hả? Hồi nhỏ vậy mà làm ruộng rồi. Sưng ơi, con làm ruộng với bà ngoại thì con làm công việc gì? Dạ, cắt lúa. Cắt lúa luôn hả? Rồi làm gì nữa? Bà tự giặt đồ. Giặt đồ nữa? Giỏi quá. Quá giỏi rồi. Bà ngoại nè, mỗi một năm bà ngoại làm được mấy vụ lúa? Một vụ. Bà ngoại dư ra khoảng bao nhiêu tiền? Không có. Không có hả? Không có tiền. Làm năm xào cũng nhiều mà không ăn đủ luôn hả? Ruộng lại xấu. À, ruộng xấu. Ruộng xấu thất mùa thưa quý vị. Thật ra là nếu như mà ở miền Tây á, thì cái thời tiết nó ôn hòa chút á, thì năm xào ruộng thì làm cũng tốt. Nhưng mà ở vùng này thì cái khí hậu nó không ôn hòa, khi bão, khi gió này kia thì mùa màng không có tốt. Thành ra làm rất là khó thưa quý vị. Bây giờ mong muốn của bà ngoại là như thế nào? Mời chú, mời ba con giúp đỡ để mua một con bò để nuôi. À, mong muốn bà ngoại là bà con giúp đỡ mua một con bò để nuôi đúng không? Con bò đó giá nhiêu bà? Chắc 15 triệu một con ạ. 15 triệu một con đúng không? Dạ. Bà thích nuôi bò đúng không? Dạ. Bà ngoại nuôi bò rồi đỡ đi làm thuê. Dạ. Giữ sức khỏe để lo cho ba đứa nhỏ. Sau này mơ ước con muốn làm gì? Dạ, làm công nhân. Làm công nhân thì cũng tốt, nhưng mà công nhân thì gọi là lương cũng cao lắm, nhưng mà con phải học giỏi để có thể lo cho hai đứa em nhỏ, rồi lo cho bà ngoại nữa Sưng ha. Chị là gì của nhà này? Bà con. Bà con hả? Dạ. Mấy đứa nó học giỏi không chị? Dạ thì cũng được. Học được đúng không? Dạ. Làm sao chị động viên mấy đứa nhỏ nó học tốt để có thể sau này giúp ích cho gia đình ha. Thật ra thì khi đến với chương trình thì Linh tin rằng chắc chắn bà sẽ có một con bò để nuôi. Hồi nãy Sưng mong muốn có chiếc xe đi học con hả? Dạ. Rồi, đó là những mơ ước rất là đơn giản mà tôi nghĩ rằng chương trình cùng với khách mời ngày hôm nay sẽ hỗ trợ cho gia đình ha. Ngọc Thanh Tâm thấy thế nào? Dạ, lúc nãy khi mà xem video thì thấy có một điều con cảm thấy rất là tâm đắc, đó chính là bé Sưng là cho dù là hoàn cảnh như thế nào bé vẫn cảm thấy là mình cần phải đi học cho trọn vẹn, cho hết để mà sau này có thể giúp đỡ cho gia đình. Thì con cảm thấy đó là cái điều rất là đúng, một cái suy nghĩ rất là đúng, bởi vì là chỉ có việc học thì mới có thể giúp cho gia đình mình có thể tốt được hơn và cho cuộc sống của mình tốt hơn thôi. Cho nên rất là mong Sưng là sẽ cố gắng học đến cùng và nếu có thể nữa thì có thể học lên cao nữa và có thể quay về để mà làm bác sĩ chữa bệnh cho bà nè, rồi giúp cho các em và cũng giống như là cho mình một cái cuộc sống tốt hơn nha. Chị có mong bà ngoại là thật là nhiều sức khỏe. Đó là cái động lực lớn nhất để cho Sưng luôn luôn phấn đấu và học thành tài để sau này để lo cho hoàn cảnh gia đình mình và những đứa em nó còn phát triển để cho gia đình mình đỡ khó khăn hơn. Cảm ơn như lời động viên của các khách mời. Rồi, hy vọng rằng cuối chương trình ta sẽ có kết quả tốt đẹp ha. Và hy vọng rằng sau khi chương trình ta sẽ có bò nè, có xe nè, có một ít vốn để chúng ta có thể lo cho mấy đứa nhỏ, bà ngoại ha. Dạ.
Thưa quý vị, đó là hoàn cảnh đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh thứ hai trong ngày hôm nay. Con tên là Trịnh Thị Ngọc Trăng, năm nay con lên lớp 4, con học trường trung học cơ sở Đức Thắng. Con 13 tuổi, mẹ con mất vào lúc con 5 tuổi. Con đang sống với ông cố 104 tuổi, bị tai biến. Bà ngoại ruột của con là bị thần kinh, không biết gì hết. Còn bà ngoại thúc thì bị đủ thứ bệnh, bị xương khớp, tiểu đường, rồi huyết áp đủ thứ. Tiểu đường đây hàng tháng đó, là coi như là bà phải đi huyện kêu xe nó trả đi thì tiền nó nhiều quá. Đi dù gì là 200.000. Đột xe đột đi 3 giờ sáng đi vui à, về nó cứ nó thay nhất nó làm nhất chỗ nào thì để con làm chỗ nái thôi. Có là nó lao mẹt lao đùa trong cốt. Ngoài những công việc nhỏ thì con cắt rau hớ ớt để kiếm tiền phụ giúp bà. Con không nhớ hình ảnh của mẹ nên mỗi lúc con nhớ mẹ con nhìn vào ảnh trong bàn thờ. Mẹ mất thì ba cũng không quan tâm nữa, con bỏ con. Con nhớ ba lâu lắm rồi con không được gặp ba. Sao mẹ bỏ con đi sớm vậy? Con chưa kịp lớp mà mẹ bỏ con đi rồi. Con nhiều lúc con cũng thấy chẳng làm gì mà bỏ cả bà cả mẹ con đi học. Con ước mình cũng được như vậy. Mấy cái con hơn dù con không được mẹ chỉ dạy mấy cái khóc nhưng mà con được bà ngoại chỉ dạy nhiều cớ con rất là biết ơn. Bà mẫu với bà ngoại rất là yêu thương con. Nhưng mỗi ngày con thấy bà đau rất là xót. Nhiều lúc bà bị đau xương khớp, con cũng tới con đấm bóp cho bà đỡ đau. Không biết dùng bà nào bà sống với con tới chừng nào. Cái nhà này là cái nhà của ông già thôi chứ còn ngoài ra thì bà cũng không có nhà, có cửa, có gì, chưa có cái gì hết. Là bà còn sống đây thì con bác nó cũng nhờ cậy được chút mãi. Cũng đôi lúc bà nói là trông con được lớn nhanh để trưởng thành chứ không biết chừng nào bà mất. Con rất là sợ bà mất. Giờ con không có nhỏ đây này, con cái ông cố thì bà mất đi. Con sợ con không được ở đây nữa. Con không biết sống như thế nào. Con không quan tâm tới con. Nghĩ là sao này nó không biết dựa chú ơi nó tội cái thân của nó đó. Bà nói là trong con hạ thật vũ mà móc kiếm tiền luôn cho công việc đồng quả. Cứ mang muốn xô mà cho nó có đường quân giúp đỡ để nó học để sao mà nó kiếm cái nghề như là nó sinh sống. Là bà mang ước xô mà nó có cái chỗ nó rồi nó rước mẹ nó rồi nó thờ mang muốn bao nhiêu mà cái nguyện vọng chưa có được. Con mong nhất là có tiền thật nhiều tiền để đi học. Con muốn là bác sĩ chữa bệnh cho bà con cũng như con kiếm tiền con để con nuôi ông bà. Con mang ông bà sống thật nhiều sống thật lão với con. Mẹ tuy mẹ mất sớm nhưng mà con cũng được nhận tình yêu thương của bà ngoại với bà ngoại thúc. Mẹ yên tâm nha, con sẽ thay mẹ chăm sóc ông bà, thay phận của mẹ. Con yêu mẹ, yêu ông bà rất nhiều. Rồi, mời bà ra đây. Chào đón bà với con gái đến với chương trình Má Ấm Gia Đình Việt. Rồi bây giờ trong gia đình có ông cố 104 tuổi. Dạ. Bà ngoại của Trân á là bị tâm thần. Dạ. Còn bà là chị của bà ngoại Trân. Dạ. Trời ơi, trong gia đình có ba người lớn tuổi.
Dạ, ba người đó. Mà không ai có gọi là lao động chính hết. Không có. Bây giờ Trân là người gọi là giống như là lao động chính trong gia đình vậy đó. Dạ. Bà bị sao vậy? Bị khớp, rồi bị tiểu đường, rồi bị đĩa đệm, rồi bà hở, nó bị, bây giờ nó bị cái gon. Trời ơi. Bị cái gon mà một ngày là uống một viên thuốc, vậy là 50 nghìn. Bà ngoại bị tâm thần vậy thì ai sẽ chăm sóc bà ngoại? Bà ngoại thì bà ở nhà đó, rồi nói là nó cũng nhờ tiền nhà nước một ít đó, rồi chăm bà, rồi cũng đây cũng con chăm bà luôn. À, giờ bà có lãnh tiền của nhà nước không? Có. Có. À, thế bà ngoại ông cố với bà là lãnh tiền của nhà nước trợ cấp đúng không? À, cũng nói thiệt mà cho cũng nhờ nhà nước á. Con có ký ức gì về mẹ không Trân? Dạ con không có ký ức. Con nhớ gì về mẹ không? Dạ không. Không nhớ luôn. Rồi ba con bỏ đi lúc nào? Dạ lúc mẹ mất đó luôn. Mẹ mất là ba bỏ đi luôn? Dạ. Mỗi lần mà nhớ ba nhớ mẹ thì con làm gì? Dạ con nhớ mẹ thì con sẽ nhìn lên ảnh của mẹ trên bàn thờ. Nhìn trên bàn thờ. Con nói gì với mẹ Trân? Dạ con nói là con ước mẹ sống lại với con. Trời ơi, thương quá. Con mong muốn điều gì cho mình hả Trân? Dạ con muốn con được đi học. Làm sao để Trân có thể tiếp tục đến trường? Làm sao Trân có thể thực hiện được ước mơ của mình? Một mình Trân thì không thể nổi rồi. Trải qua rất là nhiều chương trình khắp mọi nơi đường đất nước rồi, chúng tôi gặp rất nhiều hoàn cảnh thế này. Và mong rằng sẽ có một người nào đó dang rộng vòng tay để đỡ đầu cho Trân. Cảm ơn quý vị. Đó là hoàn cảnh thứ hai mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị. Còn bây giờ, Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh cuối cùng trong ngày hôm nay. Con tên Đại Hồng, năm nay 15 tuổi, học ở trường Trung học Phổ thông Phan Bội Châu. Con đang sống với mẹ và chị với hai đứa em. Ba con mắc trên đường đi làm về. Anh cũng nói tao bây giờ mình khổ quá, mình ráng mình làm, mình kiếm tiền, mình nuôi con, nó ăn nó học, sau này nó có cái ngành cái nghề nó đỡ khổ. Nhất là con bé năm đại học năm nhất á, nên để ráng đi ra Quảng Ngãi đi làm thuê quẻ. Anh đi mới có 3 nghề, anh đi qua chỗ làm chừng 2 cây số anh bị tai nạn. Rồi lúc đấy hoang mang lắm, y như ông trời ông sập xuống luôn vậy á. Đầu đưa ảnh về cũng nhờ bà con lối xóm người ta đưa ảnh về, người ta cũng lo. Mấy mẹ con giờ cũng bơ vơ, không biết làm sao. Xong rồi lúc đấy tâm trạng con vô cùng bối rối, cảm thấy thương xót cho ba con. Như cả thế giới của con nó sụp đổ. Ba con là trụ cột gia đình, mà bây giờ ba mất rồi. Mấy chị em con với mẹ con không biết phải sống sao hết. Nhiều hồi con muốn khóc lắm, nhưng mà con không có dám khóc. Con không dám khóc để cho mẹ biết mẹ buồn. Em của con là mỗi tối là nằm ngủ là cứ đòi ba, nhớ ba, kêu ba không. Sau khi ba con mất là chỉ có anh cả với rau xung quanh nhà, có rau rồi đi hái về để cho mẹ nấu và ăn. Bữa ăn hàng ngày thiếu tiền mua gạo và thiếu thốn tiền mua sách vở để đi học. Con sợ năm nay mấy anh em con phải nghỉ học phụ giúp mẹ, mẹ về đang rất nhiều bệnh. Mình cũng bị bệnh, mình hen, ngày nào mình cũng dùng thuốc, rồi mình dùng cái mình xịt á. Mình chừng nào mà mình ngớp là mình xịt cái là nó hạ xuống là nó bình thường. Rồi mình cũng ráng mình đi làm thuê làm mướn, cuốc đất trồng rau cho người ta, một ngày được 150 ngàn một ngày. Mình cũng ráng mình cho con học, nên đúng mà mình không ráng được nữa thì chừng đấy mình không biết nói làm sao luôn á. Nếu mà không có tiền thì con phải nghỉ học cho chị và em có tiền đi học, có tiền uống sữa.
Hy vọng của ba con á là ba con muốn con học ra trường kiếm cái ngành rồi đặng lo cho mấy đứa em, chứ ba con cũng muốn con nghỉ học giữa chừng. Lúc mà ba con còn sống á, thì ba con có để dành cho con được 20 triệu trong tài khoản để con đóng tiền học phí, mà ba con mới mất xong. Thế là có một cái chú kia, chú lợi dụng sơ hở, chú nói là mấy ngày hôm nay này có nhiều người đã gửi tiền trong tài khoản của con nhưng mà không có được á. Họ nghi đó là số tiền ảo, họ biểu con phải cung cấp mã OTP, nếu không á là người ta sẽ gửi giấy báo về địa phương. Con cung cấp mã OTP cho người ta, để sau đó người ta trừ mất tiền của con. Mất trắng, cảm thấy rất ân hận, rất là dằn vặt bản thân mình. Mẹ lớn nó nói với tôi là: mẹ ơi, bây giờ con thấy mẹ khổ quá, mẹ cho con nghỉ học, quay con ở nhà con bù cho mẹ. Tôi nghĩ đến là nó còn nhỏ quá mà, con gái mà nó yếu đuối quá, nó làm trời không được. Tôi bảo nó thôi, cứ ráng đi học. Con có đi xin làm việc part time ở quán cà phê á. Thưa, con kiếm được tiền để con ăn, dành dụm được một ít để chừng mỗi lần về nhà con mua một ít quà, ít kẹo cho mấy đứa em, cho mấy em vui. Con muốn có thật là nhiều tiền để lo cho mẹ, lo cho mấy đứa em và có tiền để chữa bệnh cho mẹ. Bây giờ ba xử số, ba không ở với mẹ con mình được nữa, ba bỏ mẹ con mình ba đi thì bây giờ sức mẹ có được bao nhiêu á thì mẹ cố gắng mẹ nuôi. Còn được ngày nào hay ngày đấy. Bốn đứa nghe mẹ cố gắng mà học cho thành, sau này còn phụ giúp mẹ. Mẹ ơi mẹ, con muốn mẹ giữ gìn sức khỏe vì ba đã không còn nữa, vì con không muốn mất mẹ. Con hứa với mẹ con sẽ học hành thật giỏi để sau này nuôi im và mẹ. Chúng ta vừa theo dõi hoàn cảnh cuối cùng trong ngày hôm nay, đứt ruột đứt gan quý vị. Trong nhà giấy khen nhiều hơn là tiền bạc. Con buồn vì điều gì? Nhà buồn khi ba mất. Ba mất hả? Con là em thứ ba trong gia đình hả? Dạ. Con tên gì? Dạ, tên Huy. Nếu như giờ có điều ước thì con sẽ ước gì cho gia đình của mình? Con ước có thật nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ và lo cho em. Rồi con ước sau này con học, con làm gì? Dạ con làm bác sĩ. Bác sĩ để làm gì? Để có thể chữa bệnh cho mẹ. Rồi chị gái nè, con tên là gì? Dạ con tên là Hằng. Con đang làm gì? Dạ hiện tại thì con đang là sinh viên năm nhất. Rồi như vậy là chúc mừng con đã bước chân vào giảng đường đại học. Đó là một cái niềm vui rất lớn cho gia đình của con. Chị em Út này là mấy tháng em? Con nói với chú bác con bao nhiêu tuổi? Con 3 tuổi. 3 tuổi, con tên là gì? Con là Hằng. Tại sao con khóc? Tại vì con bố ba. Con nhớ ba con khóc. Một đứa bé có 3 tuổi mà nó nói điều đó thì có đứt ruột đứt gan. Chị ơi, bây giờ á mình không có làm gì có tiền rồi, mà bốn đứa con như vậy, rồi cơm áo gạo tiền sao chị gánh nổi? Thì em cũng ráng, được ngày nào em ráng. Em cũng đi làm thuê cho người ta đó. Làm thuê sao nổi? Sức khỏe chị có đi khám bệnh chưa? Dạ có. Giờ sao rồi? Thì bệnh hen thì thứ nhất nó lên cơn, mình đi mình khám, người ta cấp thuốc thì mình uống, rồi có mình xịt cái nó qua cơn rồi cứ trở lại. Ôi, xịt cho nó qua cơn đau rồi nó cũng đau trở lại nữa. Quan trọng là mình điều trị thôi. Dạ cái bệnh này đi điều trị ở Bồng Sơn đâu có được. Mà làm gì có tiền để điều trị? Trời đất ơi. Bây giờ chúng ta cho qua đi. Ngay bây giờ chúng ta hãy cười lên, vui lên, động viên nhau. Chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta hãy vỗ tay thật lớn để động viên ba gia đình nào. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách để đem đến thật nhiều niềm vui cho khán giả truyền hình cũng như là khán giả tại trường quay ngày hôm nay bằng những cái trò chơi vui cùng với Hồ Tấn Tài và diễn viên Ngọc Thanh Tâm.
Hôm nay thì Hồ Tấn Tài cùng với Ngọc Thanh Tâm sẽ vượt qua hai cái thử thách của chương trình. Dạ. Nếu như các bạn vượt qua hai thử thách thì các bạn sẽ nhận được quyền ưu tiên. Quyền ưu tiên đó dành cho ba đứa nhỏ. Nếu mà không có quyền ưu tiên này á thì ba đứa nhỏ cũng khó khăn để vượt qua thử thách chương trình, có đôi khi đi về không có tiền luôn. Dạ. Nhiệm vụ các bạn là gì? Đơn giản. Mỗi người ăn 6 cái bánh, ăn trong vòng 1 phút 30 giây. 3 2 1 bắt đầu. Đó. Bắt đầu rồi đó. Bắt hồ chạy rồi nè, nhanh lên. Lột phải nhanh nữa. Nhanh lên, trời ơi không có thời gian mà lột. Cạp đại đi. À, hết rồi hả? Trời ơi ăn gì kỳ vậy? Nhanh lên, nhanh lên. 15 giây đầu tiên rồi. Còn 1 phút 15 giây nữa. Cố gắng lên. Còn 10 giây đó. 10 giây sau nuốt hết rồi. Chín. Nuốt hết rồi hả? Nuốt. Cái gì vậy Tài? Cái gì nó tâm lắm vậy? Hết chưa? Dạ rồi, hết thiệt. Chưa thấy ai ăn bánh mà nó nhiễu nhão mà nó văng tùm lum. Được chưa bà con? Ăn gì được chưa? Rồi lấy cái quyền ưu tiên ra luôn. Rồi mở quyền ưu tiên đi Ngọc Thanh Tâm. Dạ rồi. Giảm 20 cái bánh ít. Chúc mừng. Đó là quyền ưu tiên đầu tiên. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho ba em nhỏ. Xin mời quý vị. Ba bạn nhỏ sẽ vượt qua thử thách bằng cách nào đây? Bạn nào sẽ có thời gian thấp nhất? Bạn nào sẽ được bước vào vòng đặc biệt rút logo của máy ấm gia đình Việt? Chúng ta sẽ biết sau hai lần thử thách. Đây là lần thử thách đầu tiên nhưng cũng rất quan trọng với các bạn nhỏ. Hôm nay là mình sẽ thực hiện thử thách một cái món ngon của Bình Định nữa. Ở trên kia có 15 cái bánh ít lá gai. Các con phải chạy lên đó thật nhanh và lấy về. Mình bỏ vào đây mình gói lại. Rồi con dán lại để vậy là xong. Nhớ chưa? Thời gian dành cho ba em nhỏ bắt đầu. Đó. Nhanh lên. Chạy nhanh lên con. Cứ chạy, cứ làm. Cố lên. Ba em nhỏ phải thực hiện thử thách của chúng tôi bằng mọi cách. Mở cái đầu thôi, đừng mở hết. Nhanh lên, nhanh. Đó, đúng rồi, trời ơi. Hoàng nó chạy nhanh quá rồi luôn. Đúng rồi đó Hoàng, làm càng nhanh càng tốt con. Quá trời của đất ơi, Hoàng nó phóng không à. Cố lên, nhanh lên nào. Mình phải cài vô nha con nha. Ôi trời ơi, cố lên. Bỏ vào được rồi chú ơi, cài hết vô. Chú lên cài dùm đi. Nhét vào, cài vô. Vừa làm ngoài kia có cổ động viên phiên dịch luôn. Giỏi quá. Cầm một cái về thôi mọi người ơi. Yeah, sắp xong rồi. Rồi, xong một em. Cố lên. Chạy đi con. Chạy vô. Rồi, xong. Và cuối cùng, xong luôn. Rất là nỗ lực thưa quý vị. Đầu tiên, người có thời gian cao nhất Ngọc Trân. Và chúng ta đang có 4 phút 26 giây. Kế tiếp là Minh Sưng 4 phút 18 giây. Nghĩa là mình trên nhau có mấy giây thôi con, không sao. Và người đang có thời gian thấp nhất, đang tạm thời dẫn đầu, đó là bạn Quý Quang. Chúc mừng bạn. 3 phút 57 giây. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho hai khách mời trong mái ấm gia đình Việt. Bây giờ chúng ta còn một quyền ưu tiên nữa, quan trọng lắm. Đây là quyền ưu tiên để giúp các bạn nhỏ đến với thử thách cuối cùng trong ngày hôm nay để quyết định xem đội nào sẽ giành chiến thắng để vào vòng đặc biệt của chương trình Mám Dành Việt. Đó chúng ta là làm hồ, trộn hồ xong rồi dán gạch ốp lát lên đó là xong. 3, 2, 1,
bắt đầu. Nhanh 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 nhanh. Mình khởi động cũng nhanh lên. Để coi cầu thủ với lại diễn viên. Đúng rồi, đúng rồi, chỗ. Chỉ có ai la, chỉ hộ. Đổ hết, đổ hết, đổ hết. Trộn hồ với trộn bột làm bánh thôi, có gì đâu. Đâu có đơn giản gì đâu các bạn. Không có dễ xíu nào đâu. Ê, nó chảy ra hết. Lấy gạch đi, lấy gạch đi. 90 phút cộng rồi. Lấy gạch đi. Trời ơi. Rồi, lấy gạch đi. Nhanh, 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 còn 1 phút nữa. 1 phút nữa là xong. Nhanh lên nào. Lấy hồ. Lấy hồ nhanh lên. Đem hồ ra tài. Hồ đâu có hồ vô mới được. Hồ tấn tài. Quăng nhiều lên, cứ quăng lên đi. Lấy bao tay lau sạch, lấy bao tay lau sạch hồ nữa đây đi. Còn 20 giây nữa. Lấy bao tay lau với cái hồ. Trời ơi. Thôi hồ ơi. Ê trời ơi. Mở bao tay ra lau sạch cái gạch đi nhanh lên. Còn 15 giây nữa lấy mở bao tay ra lau cho nó sạch. Đừng có chà nữa. Ờ, okay, mở bao tay ra lau sạch còn 10 giây. 5 4 3 2 1. Được rồi. Ok rồi. Ok. Gạch lát lát thai được bảo chứng chất lượng bởi hệ thống Hoa Xanh Home. Dù sao thì các bạn cũng đã giành được quyền ưu tiên ngày hôm nay. Mở ra đọc tiếp. Dạ. Giảm 15 trái cầu. Chúc mừng, đó là quyền ưu tiên dành cho ba em nhỏ. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách trong ngày hôm nay để xem bạn nào sẽ giành được quyền ưu tiên vào vòng đặc biệt của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Xin mời. Chúng ta đang đến với thử thách dành cho ba em nhỏ Trân, Hoàng và Xuân. Ba em nhỏ bây giờ chúng ta sẽ cùng với hai khách mời Hồ Tấn Tài với Ngọc Thanh Tâm sẽ vượt qua thử thách này. Cuối cùng thì đội nào có thời gian thấp nhất, đội đó sẽ là đội chiến thắng. Đội chiến thắng sẽ bước vào vòng đặc biệt để rút các logo của Mái Ấm Gia Đình Việt. Đội về Nhi sẽ nhận được 20 triệu đồng. Đội về Ba sẽ nhận được 15 triệu đồng. Bây giờ có ba cái bánh ít lá gai này, có số 1, số 2, số 3. Đứa nào rút số 1 thì đầu tiên, số 2 thì giữa và thứ 3 thì cuối cùng. Trân, nhỏ tuổi nhất, ưu tiên cho con. Ừ. Số 2, rồi con đi số 2. Trân với Hoàng, Xuân 14, rút trước. Số 1, Hoàng số 3 thì cuối cùng. Rồi bây giờ là nhiệm vụ của con là vượt qua thử thách, là vượt qua cái chướng ngại vật này. Bắn cái ná một người đứng kia hứng là xong. Hứng sao đủ 20 quả cầu là xong. Dạ. Nha. Rồi chúng ta trở về vị trí đi. Trân với Hoàng vào kia. Trân là người tham gia đầu tiên. Chuẩn bị. Thời gian dành cho đội của em Xuân bắt đầu. Đó. Nhanh hơn. Dễ hơn. Mạnh lên, mạnh lên con. Chạy nhanh lên. Mạnh lên xíu. Trời ơi. Ôi là trời ơi. Bắn như pháo trời mà vậy đó. Chỉnh cái này lại. Chỉnh cho ngay lại. Bây giờ hổng. Chơi luôn. Ok ok ok. Muốn hứng sao hứng. 3 4 Rồi đổi đi, đổi 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 được đi. Đổi người bắn, mọi người chạy đi. Bạn này hứng giật. Lụm đi nè, không chạy nữa. Ủa là sao hả? Không, lụm đi, lụm đi, lụm đi quá luôn. Khỏi chạy nữa. 15 Mấy rồi? 16 rồi. 17 17 rồi. Còn 3 trái nữa. 18 Trời ơi. 18 rồi. Trời, cái gì vậy? 2 trái nữa. 2 trái nữa, từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh. 19 Một quả cuối cùng. Một cái cầu cuối cùng. Một cái cầu cuối cùng. 20 Yeah. Như vậy là đội em Xuân đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.
Đồng hồ đã dừng lại quý vị, 20 trái cầu đã rơi vào giỏ. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với đội thứ hai. Xin mời. Đang chân vận thế, chúng ta cố gắng nỗ lực hết sức mình thôi. Bây giờ chắc có kinh nghiệm nhiều hơn rồi. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Miễn sao có nỗ lực, có cố gắng là được. Có thể chưa may mắn, nhưng mà phải nỗ lực từng giây từng phút luôn. Khách mời cùng với nhân vật chúng tôi sẽ nhau tham gia thử thách. Một quả cầu đầu tiên, chúng ta phải hoàn thành 20 quả cầu. Trời ơi, chạy theo nó cũng được. Đúng rồi, mới có một thôi. 2. Đồng hồ vẫn đang chạy và thử thách vẫn đang tiếp diễn thưa quý vị. Đội đang được 2 quả cầu. 3. Tốt rồi. Mười chín và 20. Đúng 20 trái cầu, chúng tôi đã bấm đồng hồ dừng lại. Đó là đội của em Trân. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với đội cuối cùng dành cho em Hoàng. Chuẩn bị, vẫn như cũ. Thời gian dành cho Hoàng bắt đầu. Từ từ bình tĩnh con. Nhanh nhưng bình tĩnh, phải an toàn. Cố lên nào. Bình tĩnh nha Hoàng. 1. Đó, con là đội chơi cuối cùng nên phải có nhiều kinh nghiệm hơn. Sửa cái đó lại. Trời ơi, mạnh lên Hoàng, sửa đó lại. 30 giây đầu tiên thôi, bình tĩnh. Nào Hoàng, con phải làm được điều đó nha. Chỉnh cho nó ngay lại. 12. Bình tĩnh như vậy đó Hoàng. 13. Nhanh lên, nhanh lên. 16. Còn 4 trái cầu nữa. Nhanh lên. Cố lên, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, chậm thôi. 17. Được rồi. 18. Tốt rồi. 19. Một cái cuối cùng. Và 20. Tuyệt vời. Đó là sự nỗ lực của đội cuối cùng quý vị. Đồng hồ đã dừng lại. Và bây giờ ban tổ chức chúng tôi bắt đầu công bố kết quả xem đội nào sẽ là đội chiến thắng đây. Xin mời. Chúng ta vừa chứng kiến sự nỗ lực của các em nhỏ. Và các em đã nỗ lực hết sức mình. Thật ra thử thách như vậy để cho các em trải nghiệm, để các em thấy rằng là trong cuộc sống này chúng ta cần làm nhiều hơn nữa và có nhiều năng lượng tích cực nhiều hơn nữa. Đó là thử thách mà trên đường đời các con còn gặp nhiều trong gai hơn nữa. Chúng tôi muốn các bạn nhỏ phải nỗ lực, phải cố gắng. Chúc mừng các bạn nhỏ đã có sự trải nghiệm tuyệt vời đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ công bố kết quả cả 3 gia đình. Đội về 3 sẽ nhận được 15 triệu đồng. Đội về nhì sẽ nhận được 20 triệu. Và đội về nhất thì sẽ bước vào vòng đặc biệt rút logo chưa biết có bao nhiêu. Bây giờ đội về nhất với số thời gian là 6 phút 57 giây. Đội về nhất. Đội về nhì với thời gian 8 phút 21 giây. Và đội về 3 với thời gian là 9 phút 02 giây. Đội về 3 sẽ nhận được 15 triệu đồng. Đó là gia đình của em Hoàng, em Trân hay là em Sưng. Gia đình nào cũng khó khăn lắm đó quý vị. Số thời gian đã rõ. 15 triệu đồng thuộc về gia đình của
Em Sưng, thời gian của con là 9 phút 02 giây, cao nhất chị sẽ nhận được 15 triệu đồng, chị thấy sao? Vui. Vui hả? Dạ. 15 triệu mình đủ mua con bò không? Cũng được. Đủ rồi đúng không? Được. Rồi chúc mừng ngoại nha. Sưng ơi, con có tiếc gì không Sưng? À, mình nỗ lực hết sức mình nhưng mà chẳng may mình không được may mắn, mình thi đầu tiên, mình chưa có kinh nghiệm á con. Nhưng không sao, ngoài 15 triệu đó, chú Linh sẽ kết nối thêm nhiều món quà cho con nữa. Nói chung là Sưng rất là cố gắng rồi, nhưng mà anh Tài rất là hy vọng em sẽ cố gắng vượt lên chính mình cho cuộc sống em càng tươi tốt hơn. Con ủng hộ cho gia đình của anh Sưng 10 triệu ạ. À, cảm ơn Hồ Tấn Tài. Con cũng muốn góp thêm một chút xíu nữa phần của con cho mọi người. Con muốn chia sẻ mỗi gia đình 10 triệu ạ. Dạ. Nghĩa là gia đình của em Hoàng 10 triệu, gia đình em Trân 10 triệu và gia đình em Sưng 10 triệu. Dạ. Cảm ơn Ngọc Thanh Tâm rất là nhiều. Và như vậy là gia đình của em Sưng có thêm 20 triệu là 35 triệu. Chưa đâu. Còn nữa nha. Con chờ chút xíu. Chờ chút xíu, số tiền nó sẽ tăng lên nữa. Đi theo từng nhà. Từng nhà. Bây giờ chúng ta công bố giải nhì. Giải nhì ngày hôm nay được 20 triệu sẽ thuộc về gia đình em Hoàng hay là em Trân? Mọi người thấy sao? À, chúng ta cũng thấy rất rõ nỗ lực và may mắn đã thuộc về gia đình em Hoàng. Và chúc mừng em Hoàng đã đạt giải nhất trong ngày hôm nay. Gia đình Trân sẽ nhận được 20 triệu đồng. Chúc mừng con. Cùng với con Ngọc Thanh Tâm tặng 10 triệu nữa. Là gia đình Trân có 30 triệu. Sao Tài? Con cũng chia sẻ thêm, con dành cho mỗi gia đình nữa. Mỗi gia đình 10 triệu, và hai gia đình này đúng. À, Hồ Tấn Tài cũng dành cho mỗi gia đình 10 triệu luôn. Tuyệt vời. Cảm ơn Hồ Tấn Tài. Như vậy là Trân có 20 triệu nữa. Là Trân có 40 triệu rồi. Mình đang có 40 triệu rồi đó, mình sẽ có thêm nữa đó, bà thấy sao? Có nữa thì cũng còn tốt, mừng chứ làm sao. Có bao nhiêu là mừng bấy nhiêu á. Cảm ơn chứ còn giờ không biết nói sao. Mà có bao giờ gia đình mình có 40 triệu chưa bà? Làm gì mà có chú. Làm gì mà có. Linh nghĩ rằng số tiền còn tăng lên nữa. Con vui lên đi nha con. Chú nghĩ rằng là sau chương trình này con sẽ có rất nhiều thay đổi. Và hy vọng rằng món quà càng lớn thì sẽ hỗ trợ con rất là nhiều để cái con đường đến trường con nó gần hơn nữa. Cảm ơn Hồ Tấn Tài với Ngọc Thanh Tâm. Như vậy là chúc mừng gia đình Hoàng. Con đầu tiên là con nhận được 20 triệu của cô Ngọc Thanh Tâm với lại chú Hồ Tấn Tài rồi. Con thấy sao nè, vui lên con. Dạ con cảm ơn. Rồi chị thấy sao? Dạ thấy rất vui. Cảm ơn cầu thủ Hồ Tấn Tài với cảm ơn Ngọc Thanh Tâm ạ. Rồi. Cảm ơn rất nhiều ạ. Còn bây giờ, Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ theo đội thắng cuộc đó, đội em Hoàng đến với vòng đặc biệt để xem em Hoàng sẽ rút được bao nhiêu logo của máy ấm gia đình Việt. Xin mời. Chúng ta đang đến với vòng đặc biệt dành cho em Hoàng. Bây giờ mình không có thi với ai hết con. Mình thi với chính cuộc đời của mình, chính số phận của mình. Ha. Có may mắn thì mình sẽ thắng. Thật ra cuộc sống thì ai cũng nỗ lực cả, nhưng nếu chúng ta có may mắn thì ta sẽ tốt đẹp hơn. Hôm nay con đã gặp rất nhiều may mắn để con vượt qua hai bạn kia rồi. Bây giờ giai đoạn này là giai đoạn quan trọng. Nếu còn may mắn nữa thì con sẽ được rất nhiều luôn. Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ là tìm banh lông ở trong cái vỏ cát này, vượt qua chướng ngại vật, đứng ở vị trí đó ném, khi nào mấy trái bóng rơi hết là xong. Thời gian dành cho đội em Hoàng bắt đầu. Chạy nhanh lên, đồng hồ nó chạy rồi, nhanh lên nào. Đi em đi. Đó, mỗi lần một trái cho banh thôi con, mỗi lần một trái. Đó là luật chơi của chương trình nha. Chạy cho mình chọi đi, một lần một trái thôi con. Đây. Mình sai luật là ban tổ chức không cho đó. Trời ơi, trời chúng cái banh coi. Đó, được rồi đó. Ráng lên. Canh cho nó kỹ vô. Lấy banh đi. Trời ơi, nhanh lên.
Đòi đi. Nhanh lên. Vô. Chạy nhanh lên, còn mấy cái kìa, còn hai cái kìa. Nhanh lên. Ráng lên, lấy banh lên. Đợi đi. Con cái kìa. Vô. Xong. Thưa quý vị, tôi đã bấm đồng hồ dừng lại rồi. Bây giờ chúng ta coi đồng hồ thôi. 3 phút 45 giây nha quý vị. Hai bảng logo dành cho gia đình em Hoàng. Chúc mừng. Chúc mừng gia đình Hoàng nha. Gia đình con đã nhận được 2 logo của máy ấm gia đình Việt. Bây giờ niềm vui nối tiếp niềm vui. Để xem 2 bảng logo này có bao nhiêu nữa nè. Bây giờ chúng ta có 2 bảng. Bây giờ ai chọn ta? Con gái nhỏ coi con. Đây bé 3 tuổi dễ thương quá nè. Con. Con đọc coi con muốn số mấy. 1, 2, 3, 4. Con muốn số 2. Ôi là trời ơi. Con muốn số 2 hả? Cho nó cười tươi ghê luôn. Số mấy nữa? Số mấy nữa? Số 2 nè, số mấy nữa? Số 3 nữa. Số 3 nữa. Hoàng chọn số mấy? Con chọn số 2 với số 3. Hai số 3, hai số luôn. Dạ. Mẹ có đồng ý không? Hai số 3 luôn đúng không? Rồi bây giờ mình rút thôi. 2-3 đem hết ra đây. Mời gia đình vào đây luôn. Mời đi ra Tài với lại Phan Tâm qua đây luôn. Rồi. Số 3 nữa rút qua đây. Số 3 đâu? Rồi 2-3. Bây giờ hai số này liền kề. Để xem chúng ta được bao nhiêu tiền đây. Hai anh em nào rút đi. Ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc. Có nhiều lấy nhiều. $15 triệu. Chúc mừng. Rồi đưa cho mẹ đi con. Ngọc Thanh Tâm với lại em gái học đại học nè. Dạ. Hai chị em qua đây. Mình rút số cuối cùng. Dạ rồi, em cầm đi. Số 2 của con. Mới có 3 tuổi thôi. Thấy cưng hết sức luôn á. Vuốt tóc lại cho đẹp đẹp với Tâm. Em gái xinh quá trời luôn à. Mặt căng thẳng luôn. Ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc. Rút ra. Ý năm nữa. Vô. Rút đi con gái, mạnh lên. Mạnh lên nào, rút mạnh lên. Mạnh hết ga luôn. Rút ra, 45 triệu. Trời ơi. Qua số 2 của con. Con ơi đi nào. Số 2 của con. Cười tươi lên nè con gái. Số 2 của con 45 triệu đồng. Như vậy là với 2 logo, gia đình của em Hoàng nhận được. Con cảm ơn chương trình. Con cảm ơn chương trình. Đã ủng hộ con. Ủng hộ con. Có kìa. Con được đi học. Con về con được đi học. Con cảm ơn các cô chú rất nhiều. Con cảm ơn các cô chú nhiều. Cưng quá trời đất luôn. Và như vậy là gia đình của em Hoàng đã nhận được số tiền là 60 triệu. Tuyệt vời. Chúc mừng gia đình con ha. Đó là những gì mà tôi nghĩ rằng mọi người đang cảm nhận rất là vui. Và bây giờ xin mời cả 3 gia đình ta ra đây nhận giá trị giải thưởng của chương trình. Có lẽ quý vị chứng kiến từ đầu đến cuối, chúng ta đều hạnh phúc cho giây phút này quý vị. Khi bước vào chương trình đầu tiên thì ai cũng khóc cả. Rất nhiều giọt nước mắt đã rơi. Và kết thúc chương trình thì tôi thấy rằng những nụ cười rất là tươi luôn. Điều đó chứng minh được rằng là chương trình đã kết nối được rất nhiều tình yêu thương dành tặng cho 3 gia đình ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi xin trân trọng kính mời
thầy Quỳnh Châu Phong, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định sẽ trao giải ba cho gia đình của em Xuân. Xin mời thầy. Cảm ơn thầy và tập thể trường Nguyễn Thái Học rất nhiều trong những ngày qua đã hỗ trợ chúng tôi để thực hiện chương trình. Xin chúc cho thầy và tất cả các thầy cô trong trường thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn thầy. Tiếp theo chúng tôi xin mời ông Nguyễn Trần Đại, quyền phó tổng đốc tập đoàn Hoa Sen, sẽ trao 20 triệu đồng cho gia đình của em Trân. Và cuối cùng chúng tôi xin mời ông Trương Tấn Đạt, tổng giám đốc công ty nhựa Hoa Sen, sẽ trao 60 triệu đồng cho gia đình của em Hoàng. Tôi xin đại diện tập đoàn Hoa Sen, công ty cổ phần nhựa Hoa Sen gửi những cái tấm lòng mà của công ty chúng tôi cho các cháu cũng như là các cô, các chị và bác. Thì tôi chúc gia đình chúng ta luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, và chúc cho các cháu ngày càng ngoan ngoãn, học giỏi và cố gắng là các con phải học được đại học để chúng con có cuộc sống tốt hơn và giúp cho nhiều người, giúp cho cha mẹ và nhiều cái tốt cho xã hội. Em xin rất là cảm ơn thầy cũng đã tạo điều kiện cho tập đoàn để có một cái chương trình mang rất là nhiều ý nghĩa về xã hội. Và tôi cũng thay mặt tập đoàn cảm ơn tất cả. Tôi xin mời ông Nguyễn Trần Đại, quyền phó tổng đốc tập đoàn Hoa Sen, sẽ trao thư cảm ơn cho thầy hiệu trưởng. Xin mời thầy Quỳnh Châu Phong ạ. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Đặc biệt là chúng tôi cảm ơn hai khách mời ngày hôm nay, Ngọc Thanh Tâm cùng với Hồ Tấn Tài. Các bạn đã nỗ lực hết sức mình để đem đến cái sự kết nối không chỉ có tình cảm mà còn cả vật chất dành cho ba gia đình nữa. Một thư cảm ơn. Rồi, thầy Ngọc Thanh Tâm. Và một thư cảm ơn gửi cho Hồ Tấn Tài. Cảm xúc của Hồ Tấn Tài bây giờ như thế nào? Tới giờ này cảm xúc của con rất là vui và rất là hạnh phúc khi được kết nối với chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt để cùng nhau chia sẻ, lan tỏa cái sự yêu thương đùm bọc. Thì thật ra cũng rất mong mọi người cũng cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống để lan tỏa sự yêu thương cho những gia đình gặp khó khăn nhiều hơn nữa. Ngọc Thanh Tâm, con rất là vui khi hôm nay con đến đây và giúp đỡ được các em nhỏ. Và rất là vui khi hôm nay là đầu chương trình thì thấy mọi người có nhiều nỗi buồn, nhưng mà bây giờ thì thấy mọi người đã có những cái nụ cười và có cái tinh thần tốt hơn rất là nhiều rồi. Dạ, thì con rất là mong là cái tinh thần này nó sẽ đi mãi với mọi người. Dạ, và chúc cho các gia đình là lúc nào cũng được bình an và mọi việc sẽ theo ý của mình, và cũng như là chúc cho chương trình luôn gọi là làm mãi như vậy, để mà có được những cái trường hợp khó khăn khác cũng sẽ được giúp đỡ nhiều hơn ạ. Xin mời thầy con chút chia sẻ. Vâng, trước hết thì xin chân thành cảm ơn tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức một cái chương trình thực sự là có ý nghĩa, có cái giá trị nhân văn sâu sắc, đã quan tâm đến những cái mảnh đời, những cái số phận khổ đau trong cuộc sống. Và nhà trường thì cũng rất là vinh dự được là nơi chọn để mà ghi hình các cái chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Còn riêng đối với các gia đình và đối với các cháu thì thầy cũng thấy rằng là như lời chú Quỳnh Linh nói á, chặng đường sắp tới của các cháu còn nhiều chông gai, nhiều trở ngại, nhiều khó khăn. Nhưng các cháu hãy mạnh mẽ lên, cố gắng lên. Và thầy cùng với tất cả mọi người đây tin rằng là các cháu sẽ đạt được thành công theo mong muốn. Xin chân thành cảm ơn. Một lần nữa cảm ơn thầy hiệu trưởng Quỳnh Châu Phong, cảm ơn tập thể trường Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã hỗ trợ chúng tôi để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cảm ơn tất cả khán giả Bình Định yêu thương. Cảm ơn tình cảm của các mạnh thường quân đã hỗ trợ và sẻ chia với tất cả những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống này. Một lần nữa chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn tất cả điều đó. Thưa quý vị, chương trình Mám Gia Đình Việt do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Bicom thực hiện, với sự đồng hành của ống nhựa Hoa Sen dẫn nguồn hạnh phúc. Chương trình được phát sóng lúc 20:20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ chúng tôi sẽ nói lời chào tạm biệt. Nguyện con không.